Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là tháng 8 của các bạn nhóm đất, các cung ma kết, kim ngưu và sử nữ. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Bây giờ mình xin đến với các bạn cung ma kết. Hai, xin chào các bạn cung ma kết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung ma kết để xem coi tháng 8 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn cung ma kết. Các bạn cung ma kết là những người đã có một cái sự tỉnh thức ha. Các bạn đã xác định được cái mục tiêu ước muốn của mình trong cuộc sống này. Mình thấy các bạn là những người cũng đã trải qua một cái giai đoạn cũ trong cuộc đời rồi. Các bạn đã biết chấn chỉnh bản thân, các bạn cũng đã biết hoàn thiện bản thân của mình. Các bạn tái sinh trở thành một phiên bản mới cao cấp hơn. Và đồng thời một số bạn ở đây là mình thấy có sứ mệnh nha. Sứ mệnh thiêng liêng, một số bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần. Một số bạn thì muốn giúp đỡ, cống hiến cho cộng đồng này tốt đẹp. Một số bạn mình thấy các bạn là những người rất là thích đọc sách, các bạn là những người rất là có sự chiêm nghiệm ở đây, sống nội tâm. Đồng thời mình thấy các bạn là những người rất là vững vàng ha. Các bạn biết xem xét vấn đề rất là kỹ lưỡng, tỉ mỉ, các bạn biết nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn sâu vào những cái vấn đề bạn gặp phải và bạn biết cách tìm ra cái hướng giải quyết thông qua cái trực giác của bạn. Đồng thời mình thấy các bạn đang trong giai đoạn rất là hừng hực khí thế, tiến vào những mục tiêu ước muốn. Và các bạn là những người giống như một chiến binh, các bạn không còn để những cái điều mệt mỏi, thất vọng, chán nản trong cuộc sống này nó đánh quật bạn nữa, mà bạn sẽ rất là kiên cường để bạn vượt qua những cái khó khăn để bạn đi đến thành công ha. Rồi, tháng 8 của các bạn cung ma kết sẽ như thế nào? Mình thấy tháng 8 này may mắn sẽ nghiêng về phía bạn nếu mà bạn chú tâm vào công việc của bạn, bạn tập trung vào những cái mục tiêu của bạn ở hiện tại. Đồng thời bạn biết nâng cao, bạn biết gọi là phát triển thêm về cái thực lực của bản thân bạn. Đồng thời mình thấy trong giai đoạn có khả năng là các bạn hơi bị nhức đầu, bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Hoặc một số bạn có những cái nỗi sợ và bạn có những cái điều gì đó mà bạn chưa tìm ra được cái phương hướng giải quyết, hoặc là các bạn có một cái sự lo sợ gì đó, phật phòng gì đó ha. Thì mình thấy là trong giai đoạn tháng 8 này các bạn sẽ nắm bắt được một cơ hội nào đó đến với cuộc sống của bạn. Các bạn cần phải bình tĩnh lại. Các bạn đừng để những nỗi sợ nó đánh chìm bạn, mà bạn cần phải sử dụng trực giác của bạn nhiều hơn. Trong giai đoạn này trực giác của bạn rất là cao, đặc biệt trong cái mùa trăng tròn này thì trực giác bạn được nâng cao thêm, nhưng mà bạn hơi bị quá nhiều cảm xúc. Nó khiến cho bạn cảm thấy bức bối và khó chịu, hoặc là có thể là khiến cho bạn có những cái điều hoang mang, lo lắng bên trong bạn. Nhưng mà đừng có lo sợ, vì cái này là những cái tưởng tượng bên trong bạn thôi, chứ không có biểu hiện ngoài thực tế ha. Các bạn cần phải gọi là tập trung, và các bạn phải biết gọi là hướng cái mục tiêu, cái ánh nhìn, cái tầm quan sát của bạn vào cái điều mà bạn ưu tiên trong giai đoạn này. Làm việc chăm chỉ, siêng năng, và hãy gọi là biết tiết chế, biết cân bằng bản thân của bạn, thì bạn sẽ đón bắt một cơ hội mới, một cái điều gì đó tuyệt vời diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn tìm công việc thì sẽ tìm được công việc phù hợp với bạn ha. Và công việc này đem đến cho bạn cái sự thăng tiến, đem đến cho bạn cái nguồn lương cao. Đồng thời mình thấy là trong giai đoạn này thì các bạn phải có sự cởi mở hơn, các bạn phải học hỏi, nâng cao thêm tri thức, là đọc sách nè, rồi lên trang mạng, rồi tìm kiếm thêm thông tin để bồi dưỡng tinh thần và kiến thức cho bản thân bạn. Có khả năng các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nam. Người này họ rất là giỏi, họ rất là
có khả năng ăn nói, diễn thuyết, và đây là một người rất là vững vàng ha. Có thể cái người này họ sẽ trao cơ hội cho bạn, họ đòi hỏi là bạn phải có sự gọi là nhiệt huyết, hăng say với công việc và có sự tự tin ở bản thân mình, và luôn cố gắng để tạo ra những cái bước đột phá cho công việc, cho sự nghiệp. Một số ít bạn được thăng chức lên vị trí cao hơn, một số bạn đón nhận những kế hoạch mới ha, một số bạn thì đi công tác, mình thấy các bạn cũng có tiền trong giai đoạn này nữa. Cơ hội về tiền bạc đem đến cho bạn có nguồn tiền nó sung mãn hơn, nó ổn định hơn cho bạn ha. Đồng thời cái sự may mắn đang nghiêng về phía bạn đó, cho nên phải ý thức cái điều đó, đừng có sợ nữa ha, đừng có buồn rầu thì đâm ra bạn cảm thấy là mất đi cái nhuệ khí. Trong tháng 8 này phải hừng hực, phải gọi là chinh chiến xa trường, phải quyết tâm mạnh mẽ, bạn sẽ giành chiến thắng thôi ha. Một số bạn giai đoạn này thì phải cẩn trọng bao tử nè, tiêu hóa rồi đó, ăn uống hợp lý, đúng giờ đúng giấc nha, với nghỉ ngơi hợp lý để không thôi là sẽ bị hơi choáng váng đó. Trong tháng 8 này mình thấy là các bạn cần phải tiết kiệm trong chi tiêu nè, phải có một sự cân bằng giữa thu và chi để không gây ra ảnh hưởng với vấn đề tiền bạc của bạn á. Một số bạn thì mình thấy là vấn đề tài chính của bạn nó có một cái sự ổn định ha. Và bạn cần phải biết gọi là đối mặt với những cái giai đoạn khó khăn về tài chính là bạn biết cách tìm ra cái phương hướng giải quyết, rồi cố gắng để cố gắng làm việc ha, điềm tĩnh để nâng cao cái tiền bạc của bạn ở một cái thế vững vàng. Có thể một số bạn là tài chính của bạn có một cái sự thay đổi ha. Mình thấy dường như là tài chính của bạn nó, cái nguồn lương của bạn nó được tăng gấp đôi á ha, có thể là như vậy. Mình thấy là trong tháng 8 này là cả thiên đàng đứng về phía bạn, hỗ trợ cho bạn ha. Cho nên bạn cứ quyết tâm phát triển và nâng cao đi, thì bạn sẽ được thần thánh hỗ trợ thôi à ha. Mọi thứ nằm trong kế hoạch của vũ trụ hết ha. Đồng thời mình thấy tinh thần của bạn, bạn có một cái sự thuận theo tự nhiên, bạn xuôi theo dòng, bạn không có còn quá gây áp lực, bạn không có quá gọi là gấp rút vội vã, mà mình thấy bạn có một cái sự cân bằng lại ha, bạn dịu dàng hơn với bản thân bạn, đồng thời mình thấy bạn mềm mỏng hơn. Bạn biết kiểm soát cái to cái bản ngã của bạn à, mặc dù có khả năng trong giai đoạn đầu tháng 8 là bạn hơi miên man, bạn hơi băn khoăn điều gì đó, nhưng mà tinh thần của bạn sẽ nó vững vàng hơn, vì bạn là một người rất là quyết liệt, bạn rất là tinh anh, rất là khôn khéo, bạn rất là lanh lẹ, rất là có một cái sự thông minh lý trí ở đây ha. Bạn ý thức được những cái điều mà hoang mang là chỉ là do cái nỗi sợ nó gây ra thôi ha. Mình thấy các bạn rất là cân bằng và các bạn có thể chấn chỉnh được mọi thứ. Mình thấy bạn là một người sống có trách nhiệm, tinh thần của bạn sẽ rất là kiên cường ở đây, và mình thấy các bạn sẽ biết xử lý những vấn đề xảy đến trong cuộc sống của bạn. Mình thấy một số bạn có khả năng là có ký kết hợp tác kinh doanh hoặc là làm nhân viên chính thức cho một công ty nha.
Và đồng thời mình thấy các bạn là những người sống công bằng liêm chính nữa, thì bạn cứ sống tốt trời xanh tự an bài cho bạn thôi. Gieo nhân nào gặp quả đó, cho nên cứ gieo những cái hạt giống tốt đẹp thì bạn sẽ gặt hái được những cái quả ngọt trong cuộc sống của bạn. Mình thấy tinh thần của bạn khá là phấn chấn trong cái tháng 8 này, khi mà bạn nhận được những cơ hội mới, mình thấy cái nguồn tiền bạn có sự sung túc dồi dào hơn, tinh thần mới giống như là rất là tự lực tự cường, tự lập cánh sinh vậy đó. Bạn không có thích dựa dẫm bất cứ ai hết, là bạn tự kiến tạo nên, tự làm ra cái nguồn tài chính phong phú dồi dào cho bản thân, có sự gọi là vững chắc kiên cố ở đây ha. Bạn không có còn gọi là tự ti ở bản thân nữa, mình thấy bạn rất là tự tin, bạn yêu bản thân, bạn yêu cuộc sống của bạn ha, và bạn sống chan hòa, bạn có một cái lối sống rất là thanh tao, rất là tao nhã. Một số đoạn ở đây thì khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi quá, hãy ra ngoài hít không khí trong lành, liên kết với thiên nhiên, với đất mẹ, và có khả năng là hãy vui chơi với thú cưng nếu bạn có ha, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn á. Một số bạn mình thấy hình như là có ăn nho trong tháng 8 này nè. Nói chung tinh thần của bạn giống như là tinh thần của một chiến binh ánh sáng vậy đó ha. Bạn không ngần ngại, bạn sẵn sàng xông pha, và bạn có những cái bước đi kỹ lưỡng thấu đáo, chứ không phải là bạn đi một cách gọi là khù khờ không có chuẩn bị ha. Mình thấy bạn cẩn trọng và bạn rất là sáng láng luôn, trí tuệ luôn đó, biết phân tích vấn đề rõ ràng, bạn sẽ thành công thôi. Và hãy tin tưởng bản thân bạn, tin tưởng vào ơn trên, để có sự cầu nguyện cùng các ngài, thì bạn sẽ đón bắt được cơ hội tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Nỗi sợ chẳng giúp gì được cho bạn đâu ha. Hãy chiến thắng bản thân mình, chiến thắng cái bản ngã, cái tôi của bản thân bạn. Và đồng thời mình thấy là các bạn sẽ được chữa lành á, chữa lành về tinh thần, hoặc là cái vấn đề tiền bạc của bạn trong giai đoạn nó không có được ổn định á, thì có khả năng là bạn sẽ gọi là cân bằng lại, và tài chính bạn nó có vẻ phát triển tốt đẹp hơn ha. Mình thấy trong giai đoạn này là có sự nhúng tay của thiên thần vũ trụ, của đấng bảo hộ thiêng liêng ở bên cạnh bạn. Tuy nhiên, để bạn có thể gọi là hòa hợp với các ngài, bạn có thể hợp tác cùng với các ngài, thì bạn cần phải nâng cao cái tần số của bạn lên, phải tích cực, phải tốt đẹp, phải tươi mới, phải tràn đầy sức sống. Còn bạn lo lắng sợ hãi như thế này là bạn không có cùng tần số với thần thánh, làm sao các ngài có thể giúp bạn được, và bạn phải có sự kêu cầu các ngài hỗ trợ các bạn nữa ha. Mình thấy là tháng 8 này bạn sẽ đón nhận những tin vui á. Những cái điều che giấu được bộc lộ đây. Mình thấy cấp trên bạn có sự quan sát bạn rất là kỹ lưỡng, quan sát cách bạn làm việc, các bạn hành xử. Đồng thời các bạn cần phải làm việc rồi đừng có tám nhiều quá trong giai đoạn này, tập trung vào công việc của bạn thôi. Siêng năng chăm chỉ thì bạn sẽ được báo đáp. Mình thấy trong giai đoạn này một số bạn có khả năng là bạn viết nhật ký nè, hoặc là bạn viết lên những kế hoạch của bản thân bạn, 3 năm nữa bạn sẽ như thế nào, 5 năm nữa bạn sẽ ra sao, hoặc là các bạn viết lên những cái ước muốn, viết lên lòng biết ơn hay gì đó trong giai đoạn này. Hoặc là các bạn học tập thì các bạn cần phải tóm tắt lại trong sách vở, trong tập của bạn, để bạn có sự ghi nhớ nó sâu hơn ha. Một số bạn mình thấy có kết nối với ánh lửa nè, giống như là bạn được vũ trụ ban cho bạn cái thần khí, ban cho bạn cái sự nhiệt huyết, cái sự hăng say, cái sự phấn đấu, bạn tràn trề cái nhựa sống. Bạn biết mình phải làm gì để có thể gọi là thành công. Một số bạn mình thấy có khả năng ăn nói, nên ngôn ngữ của bạn thì có một cái sự trôi chảy, nhanh nhạy hơn, bạn biết sử dụng từ ngữ hơn, và bạn có khả năng thu phục người khác, đồng thời đoạn được người khác ngưỡng mộ về cái tài năng của bạn nữa ha. Một số bạn thấy có khả năng là sẽ khá là nổi tiếng trong cộng đồng của các bạn. Đồng thời một số bạn trong giai đoạn này các bạn sẽ thích dành thời gian để các bạn tận hưởng, các bạn thư giãn bằng relax ở trong bồn tắm, một số bạn như vậy. Còn một số bạn có thể là ngâm chân dưới nước nè, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ tiếp xúc với nước nhiều hơn, các bạn cung cấp đầy đủ lượng nước cho cơ thể để cho bạn cảm thấy minh mẫn, tinh thần của bạn nó an yên hơn. Bạn càng thoải mái thì những vấn đề trong cuộc sống của bạn nó không có gây ảnh hưởng cho bạn nữa ha. Bạn có tiềm năng vô hạn mà, bạn có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, chỉ cần bạn cân bằng thôi. Rất là nhiều lá cân bằng ở trong cái trả bài của bạn đó, điềm tĩnh, cân bằng, quyết chiến,
sẵn sàng đương đầu với những trở ngại khó khăn để đi đến thành công. Một số bạn mình còn cảm nhận là bạn sẽ thay đổi được cái lương của bạn, số tiền của bạn sẽ gia tăng ở đây, gia tăng một cách đột biến, kiểu như là bạn càng nâng cao tài năng của bạn thì cái nguồn tiền của bạn nó càng cao. Bạn sẽ có thời gian cảm thấy rất tự hào về những gì mà bạn đạt được ha. Và lá bài này cho thấy rằng là các bạn cần phải năng cầu nguyện hơn nè ha. Thấy hai em bé đang cầu nguyện nè, thấy không? Cầu nguyện cùng với thiên thần vũ trụ và đấng bầu thiên liêng để bạn có thể nhận những cái sự hướng dẫn từ các ngài, đồng thời bạn đang có những cái sự thay đổi trong cuộc sống của bạn rồi. Tất cả những cái sự thay đổi tích cực và những cái hành trình thành công, mọi thứ nó đều có một cái sự ảnh hưởng của những cái rủi ro ha. Nhưng mà bạn là một người đã thực sự sẵn sàng để đi theo cái sự hướng dẫn của vũ trụ để tiến tới một cái hành trình mới của bạn, con đường mới dành cho bạn. Giống như là bạn bước sang một bước ngoặt mới vậy đó ha. Một sự thay đổi mới. Khi mà bạn biết rời bỏ những cái điều tiêu cực, những gì mà không còn phù hợp với bạn, bạn buông bỏ những cái niềm tin hạn hẹp hoặc là những cái thói quen nó không còn tốt cho bạn nữa, thì bạn sẽ dọn chỗ cho một cái cho những cái cơ hội đầy ý nghĩa hơn và độc đáo hơn dành cho bạn đó. Bây giờ không còn là một cơ hội nữa, là những cơ hội ha tốt đẹp đang mở ra cho bạn khi mà bạn biết chấp nhận sự hướng dẫn từ các ngài. Bạn làm theo sự hướng dẫn, bạn có một cái sự tuân phục những kế hoạch và vũ trụ vạch ra cho bạn, thì lúc đó cuộc sống của bạn có sự phát triển đổi mới hơn rất là nhiều ha. Đón chào những cái điều tốt đẹp thăng tiến đến với cuộc sống của bạn. Toàn là nói về những cái sự biến đổi thôi ha. Hãy ôm lấy cái sự chuyển hóa bên trong bạn. Bạn là một người sẽ buông bỏ những quá khứ của bạn, những cái điều mà miệng muộn phiền ở trong bạn một cách can đảm nhất ha. Và bạn là một người có khả năng, có kỹ năng, có tài năng. Mọi thứ đều do vũ trụ ban cho bạn và mọi thứ nó rất là tự nhiên ở đây. Bạn không còn gọi là gượng ép hay gì, tất cả là đều nằm ở trong bạn thôi ha. Tài năng bạn sẵn có rồi, chỉ cần bạn biết sử dụng, vận dụng nó một cách khéo léo là bạn sẽ có một sự thăng cấp, nâng cao bản thân của bạn. Và đồng thời thiên nhiên là người bạn tốt nhất của bạn trong giai đoạn này ha. Hãy có một cái sự liên kết với thiên nhiên nhiều hơn. Bạn là một người rất là tỏa sáng, bạn thông minh, bạn sáng láng, và bạn được vũ trụ ban phước lành cho bạn ha. Vũ trụ sẽ ban phước lành cho bạn, đây là một cái lời khẳng định lần nữa dành cho các bạn cung Market. Nếu như bạn có niềm tin tưởng và bạn biết cố gắng, bạn biết hành động thì mọi thứ sẽ diễn tiến theo ý bạn mong muốn mà thôi ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn cùng Market ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào. Hi, xin chào các bạn cùng Kim Ngưu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cùng Kim Ngưu để xem coi tháng 8 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn cùng Kim Ngưu. Các bạn cung Kim Ngưu là những người sống rất là hòa nhã, các bạn rất là đam mê học hỏi ha. Đồng thời mình thấy bạn là người có kiến thức rất là dày dặn. Đồng thời mình thấy một số bạn có khả năng diễn thuyết, có khả năng gọi là cho người khác những cái lời khuyên ha. Có khả năng gọi là dẫn dắt người khác đi đúng đường, có khả năng hòa giải những mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh, và bạn có khả năng liên kết mọi người lại với nhau. Một số bạn mình thấy có niềm tin vào ơn trên và vũ trụ thần thánh, một số bạn là công giáo. Đồng thời mình thấy các bạn là những người đang ra sức học hỏi về một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là bạn đang tham gia một cái lớp học nào đó để bạn nâng cao cái kiến thức của bạn. Mà mình thấy bạn có một cái sự ngắm nghía, bạn có một cái sự gọi là đam mê với nó ha, lôi cuốn với nó. Và có khả năng là cái lĩnh vực, cái bài học, cái đam mê mới này nó giúp cho bạn có những cái sự hăng say, nhiệt huyết hơn, bạn trở nên năng động, tự tin hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Mình thấy bạn là một người lý trí, trí tuệ,
bạn biết phân tích đúng sai, bạn là một người có một cái sự vững vàng ha, bạn biết sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trở ngại và bạn dám đương đầu với những thử thách để đạt được những thành công trong cuộc sống của bạn. Mình thấy bạn là một người công bằng, liêm chính, chính trực, công minh, là một người rất là vững vàng. Và đồng thời mình thấy bạn có một cái sự gọi là uy nghiêm ở đây ha, có thần thái ở đây. Mình thấy vũ trụ đang quan sát bạn rất là nhiều đó. Xem cái đối nhân xử thế của bạn trong giai đoạn này như thế nào. Và mình thấy có khả năng vũ trụ sẽ ban cho bạn thêm một cái bí kíp, hoặc là một cái môn võ công nào đó, hoặc là cho bạn món quà nào đó ha. Khi bạn sống tốt thì trời xanh được an bài cho bạn và còn thưởng cho bạn nữa đó. Rồi, tháng 8 của các bạn cung Kim Ngưu sẽ như thế nào? Mình thấy một số bạn cung Kim Ngưu ở đây, mình thấy là các bạn đang bị tổn thương một cái điều gì đó, có thể là trong tình cảm hoặc là trong công việc. Nếu mà trong công việc thì mình thấy là bạn đang tìm kiếm một cơ hội công việc mới, thì có khả năng bạn nhận được vào làm một cái công ty mà sẽ giúp cho bạn học hỏi rất là nhiều, nâng cao thêm được cái khả năng, cái kiến thức, cái trí tuệ của bạn. Một số bạn mà thấy có sự hợp tác kinh doanh với ai đó, có thể là hợp tác mua đất hay gì đó nè, hoặc là đầu tư về lĩnh vực tiền tệ hay tài chính hoặc là bất động sản. Một số bạn là mình thấy các bạn được ký kết làm việc cho một cái công ty. Mình thấy bạn đang bắt đầu một cái sự khởi đầu mới, một cái hành trình mới dành cho bạn. Bạn cảm thấy tự tin, bạn cảm thấy hăng say, nhiệt huyết với con đường của bạn ha. Tuy nhiên nếu mà bạn bắt đầu một cái điều gì đó mới thì các bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ và phải có một cái sự kiên trì, nhẫn nại ở đây ha. Đừng có cả thèm chóng chán nha. Đồng thời mình thấy là giai đoạn này, giai đoạn bạn được nâng cao thêm cái trực giác của bạn. Và đồng thời một số bạn là mình thấy bạn không có thích bon chen nữa, bạn thích tìm tòi nghiên cứu, bạn thích dành thời gian để tĩnh lặng, để chiêm nghiệm, để khám phá thêm về những cái khả năng đặc biệt bên trong bạn. Một số bạn mình thấy có trực giác. Đồng thời một số bạn có khả năng để các bạn được lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo, dẫn dắt đào tạo nguồn nhân lực ha. Một số bạn mình thấy các bạn được khai sáng, các bạn tìm ra được cái mục tiêu, cái hướng đi. Và đồng thời mình thấy là bạn sẽ tìm ra là cái hướng giải quyết cho bạn, cho những cái vấn đề gặp phải. Khi mà bạn dành thời gian tĩnh lặng, một số bạn mình thấy các bạn sẽ ngắm trăng sao trong giai đoạn này, và các bạn học về chiêm tinh học ha. Đồng thời mình thấy là có khả năng trong giai đoạn gần cuối tháng 8 là bạn có một cái sự sinh sôi, nảy nở, trù phú, dồi dào về vấn đề tài chính, sự nghiệp của bạn ha. Có sự hanh thông hơn rất là nhiều, thuận lợi hơn, có sự gia tăng tiền tài, có một sự sung túc trong giai đoạn cuối tháng 8. Mình thấy một số bạn trong giai đoạn này các bạn sẽ có sự tương tác với mẹ bạn nhiều hơn, hoặc là bạn có thể là nói chuyện với mẹ bạn, hoặc là mẹ bạn cho bạn những kinh nghiệm, hoặc là mẹ bạn rất là quan tâm đến bạn ha. Hoặc một số bạn thì các bạn sẽ về thăm gia đình của bạn. Đồng thời giai đoạn này giai đoạn để bạn tiếp xúc nhiều với thiên nhiên nha. Các bạn được khuyến khích ra ngoài không khí, hít thở cây cỏ, hít thở không khí trong lành để trở nên gọi là tinh thần bạn nó thoải mái, nó thông thoáng hơn. Khi đó bạn mới có khả năng là nghĩ ra được những cái con đường, phương hướng tiếp theo cho cuộc đời của bạn. Đồng thời thì một số bạn mình thấy có liên quan đến tình yêu nha. Có khả năng có một cái sự hòa thuận, gắn kết lại, một cái sự khởi đầu mới gì đó được diễn ra ở đây. Có một người cũ nào đó quay về với bạn ha. Một số ít bạn thì như vậy. Có thời gian hẹn hò, vui chơi, và một số bạn sẽ gặp được người mới phù hợp với bạn hơn. Sau khi bạn kết thúc một mối quan hệ và bạn bị phản bội, lăng nhăng gì đó, thì mình thấy sắp tới bạn sẽ trên một cái hành trình mới. Bạn tập trung vào bản thân nhiều hơn, mà phát triển tinh thần, phát triển cuộc sống, công việc, sự nghiệp, tài chính của bạn. Và khi đó bạn tỏ ra cái sức hút, cái sự đam mê, cái sự gọi là rung động mạnh mẽ, và
có khả năng bạn sẽ thu hút được một người mang năng lượng phù hợp với bạn ha. Giới tuần này gặp may tuần đó đó. Một số ít bạn là cha hoặc mẹ đơn thân trong đây. Thì mình sẽ có một cái tra bài về chuyện tình cảm, cho nên mình chỉ nói sơ sơ thôi ha. Mình thấy giai đoạn đầu tháng 8 là mình thấy bạn cung kim ngưu hơi bị kiệt quệ vấn đề tài chính á. Kiểu như là bị thiếu thốn, hoặc là các bạn cần phải tiết kiệm trong chi tiêu giai đoạn này. Một số bạn cẩn thận để bị nhiễm bệnh nha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn cần phải đừng có lo sợ, mà bạn phải biết đối mặt với nỗi sợ đó. Với nỗi sợ về tài chính thì bạn tìm ra cách giải quyết để gia tăng cái nguồn tài chính vật chất của bạn ha. Mình thấy là một số bạn thì trong giai đoạn này ai nói gì nói, đừng có ảnh hưởng, đừng có bị ảnh hưởng bởi những người khác, những lời khen chê gì đó. Sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhọc lòng, bạn cần phải buông bỏ hết, bạn tập trung vào cái vấn đề sự nghiệp, tài chính của bạn thôi ha. Một số bạn thì mình thấy các bạn sẽ lên mạng, các bạn tìm kiếm thêm thông tin để mở rộng thêm kiến thức. Về làm giàu hoặc là về phát triển sự nghiệp của bạn, tìm kiếm thêm một cái ngành nghề nào đó để bạn có thể là gia tăng được tài chính. Mình thấy là sẽ có tin tức đến với bạn đó, tin tức về tiền bạc á. Một số bạn thì có khả năng là tiền bạc của bạn có sự tăng trưởng vào giống như mình nói đó, vào cuối tháng 8. Có sự phát triển mạnh mẽ ở đây. Bạn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn rất là nhiều. Hoặc có khả năng là có khả năng ai đó sẽ mời gọi bạn hợp tác để bạn mở rộng thêm cái nguồn tài chính của bạn. Nói chung là trong tháng 8 này cần phải bảo vệ sức khỏe, để không là phải chi tiền cho vấn đề chăm sóc sức khỏe của bạn nữa ha. Còn thở thì còn gỡ. Có sức khỏe mới làm được tất cả nha. Ăn nói phải cẩn trọng trong giai đoạn này, kiểm soát cảm xúc của bản thân bạn và đừng để những cái lời khinh chê, khích bác gây ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Đừng để người khác thao túng cảm xúc của bạn. Bạn phải biết làm chủ cảm xúc của bạn ha. Phải biết tôn trọng giá trị bản thân bạn. Người khác có thể gây cuộc chiến với bạn, nhưng muốn tham gia hay không là quyền của bạn ha. Mình thấy tốt nhất là bạn im lặng là vàng đi. Đừng nói chuyện với ai hết trong giai đoạn này. Kiểu như là chỉ nói chuyện, chỉ tương tác với những người hợp năng lượng với bạn, những người cùng đồng hành với bạn. Còn những người không hợp năng lượng với bạn là bạn dù có nói trăm lần, bạn dù bạn giải thích hàng ngàn lần, họ cũng không hiểu và họ cũng không muốn hiểu đâu ha. Cho nên tốt nhất là mình dành cái năng lượng của bản thân mình, tập trung vào cái mục tiêu, cái hướng đi và học hỏi thật là nhiều để phát triển, nâng cấp bản thân của bạn trong giai đoạn này. Tinh thần của bạn trong giai đoạn này phải lý trí, giống như là vua kiếm hoặc là hậu kiếm nè. Sẵn sàng chặt đứt những cái điều tiêu cực, những cái điều hoang mang ra khỏi tâm trí của bạn. Phải suy nghĩ thấu đáo, rõ ràng, phân tích kỹ lưỡng vấn đề. Và phải làm việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khôn khéo nhất. Phải biết cách chọn lựa những đối tượng nào có thể gọi là tiến vào cuộc sống của bạn. Còn ai không phù hợp thì loại bỏ liền ha. Một số bạn mình thấy các bạn có khả năng là ký kết hợp đồng nè, rồi đồng thời là các bạn có khả năng hợp tác giống như mình nói đó, hoặc là ký làm việc cho một công ty nào đó, được làm nhân viên chính thức nè, hoặc là một số bạn thì liên quan đến vụ kiện gì đó nè. Các bạn cần phải xin ý kiến từ người khác, hoặc là bạn có thể là mướn luật sư để giúp cho bạn. Luật sư, những người mà có khả năng ăn nói, những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và họ là một người công bằng và trung thực á, thì họ sẽ giúp đỡ cho bạn đó. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ tham gia những cuộc phỏng vấn, hoặc là những vụ kiện, hoặc là những cái sự tranh đấu gì đó,
thì bạn cần phải cẩn trọng ha. Hãy xin lời khuyên, giống như mình nói, giống như vụ kiện phải có xin lời khuyên người có kinh nghiệm, và phải cẩn trọng trong việc ký kết giấy tờ rõ ràng, có sự công khai minh bạch ở đây. Phân tích kỹ lưỡng chứ đừng có gọi là bút sa gà chết ha. Đừng có vội vàng, phải tỉ mỉ. Một số bạn muốn hợp tác làm ăn với ai đó thì phải cẩn trọng giấy tờ rồi ha, để không thôi là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của bạn. Một số bạn thì mình thấy là trong giai đoạn này các bạn có khả năng sẽ đấu tranh về tinh thần rất là nhiều, kiểu như là giống như mình nói đó ha. Bạn phải đấu tranh với những giai đoạn có những lời nói khiến cho bạn cảm thấy tổn thương, nhưng mà đây chỉ là cái bài test của vũ trụ dành cho bạn thôi. Của vũ trụ đang xem coi cách bạn hành xử như thế nào. Lúc đầu mình đã nói rồi ha. Bạn chỉ cần gọi là ý thức được những cái cuộc, những cái người nói chuyện như thế này, những cái sự ghen ghét mình như thế này, đố kỵ mình như thế này, có thể là do vũ trụ cho mình một cái bài kiểm tra để xem cái mức độ mà thông thái của mình ra sao, cách đối xử với mọi người ra sao. Thì ý thức được điều đó thì bạn phải có sự nhường nhịn ở đây ha. Một điều nhịn chính điều lành. Và đừng để tâm với những người đó. Khi mà bạn để tâm với những người này, bạn tập trung năng lượng để tranh cãi với những người này, thì bạn sẽ ngày càng mệt mỏi và càng kiệt thôi. Bạn tập trung vào cái điều gì đó, bạn sẽ thu hút cái điều đó. Cho nên đừng có tập trung vào những cái nguồn năng lượng này, những cái sự đấu tranh mâu thuẫn này ha. Hãy tập trung vào tiền bạc của bạn, vào sự nghiệp của bạn, vào những người bạn. Một số bạn có khả năng là thu hút được một số người bạn cùng chung chí hướng với bạn, cùng đồng hành với bạn, hoặc là bạn sẽ gặp được khá là nhiều quý nhân để giúp đỡ bạn. Đây là những người rất là tài ba, những người có nhiều kinh nghiệm, triết lý, và là những người rất là thông thạo về lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi á. Có thể là họ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều đó ha. Một số bạn thấy trong tình duyên có vẻ hình như được ai đó làm mai đó ha. Người thân của bạn làm mai cho bạn với một người nào đó ở xa. Hãy tự tin lên ha, vững vàng, và hãy giữ vững được cái đế chế của bạn. Hãy sống trong giai đoạn tháng 8 này như một chiến binh vậy đó ha. Luôn tiến về phía trước và tập trung mục tiêu của mình, có kế hoạch rõ ràng. Và đừng bị dao động bởi những cái điều phiền nhiễu, những cái sự vụn vặt ở bên ngoài cuộc sống của bạn. Khi bạn hoàn tất được cái bài kiểm tra này một cách ổn thỏa thì bạn sẽ có một cái sự gia tăng trù phú, hình dưỡng, phước lành đến với bạn thôi ha. Đừng đấu đá gì hết nha. Tại vì khi mà bạn đấu đá với người khác, bạn không có kiểm soát được cảm xúc của bạn, rồi bạn gây ra những cái lời nói gây tổn thương cho người khác, thì đó lại là khổ nghiệp nữa rồi ha. Tốt nhất là mình im lặng đi. Wow. Các bạn này, các bạn cần phải dành thời gian để suy nghĩ, để thành tâm cầu nguyện cùng với ơn trên, với vũ trụ, với thiên thần. Và để có ngày gọi là giúp cho bạn vượt qua được những cái thử thách của bạn. Hãy đi theo những cái sự thay đổi. Và những sự thay đổi này là được vũ trụ hướng dẫn cho bạn đó. Tất cả những cơ hội tích cực và những cái hành trình thành công thì nó luôn có những cái rủi ro ha. Thì bạn cần phải sẵn lòng mình để theo cái con đường mà vũ trụ vạch ra cho bạn, cái hướng dẫn cho bạn đi trên một cái hành trình mới, một cái sự biến đổi mới. Khi mà bạn để phía sau những cái điều phiền muộn, những cái điều mà không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa, nó không còn phù hợp với bạn nữa, thì bạn sẽ dọn chỗ cho những cái cơ hội tốt đẹp và có ý nghĩa tiến vào cuộc sống của bạn. Một số bạn thì có khả năng là vụ kiện thành công và các bạn phải tốn một ít tiền đó nha. Nhưng mà cần lựa chọn những người thực sự là trung tính để hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Cần hội họp, họp bàn gì đó trong giai đoạn này.
Bạn hãy quyết tâm mạnh mẽ lên, kiên cường lên, trong sự tĩnh lặng bạn sẽ tìm thấy được cái quyền năng của bạn, cái sức mạnh của bạn đó. À, bạn là một người có khả năng lãnh đạo nè, cho nên hãy hoàn thành tốt cái vai trò đó và hãy hành động đi. Bạn biết cái nơi bạn cần đi và bạn biết bạn phải làm gì để có thể là thành công. À, bạn có một cái sự can đảm và bạn có niềm tự tin vững chắc để đi tới thành công đó. Wow, vậy là các bạn sẽ thành công về tất cả các lĩnh vực nếu bạn có sự kiên trì, nhiệt huyết và bạn đi theo có sự hướng dẫn từ ơn trên. Rồi mình xin kết thúc các bạn cùng Kim Ngưu ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn cung sử nữ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung sử nữ để xem coi tháng 8 của bạn sẽ như thế nào, và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn cung sử nữ. Bạn cung sử nữ là những người có những cái suy nghĩ rất là thấu đáo, rõ ràng, thông suốt rồi ha. Một số bạn thì mình thấy các bạn sắp tham gia những cái cuộc phỏng vấn, cuộc thi nào đó, hoặc là trong cuộc sống của bạn có những người hay muốn gây hiềm khích với bạn, muốn tranh đua với bạn á. Tuy nhiên bạn cần phải rõ ràng, bạn cần phải biết suy nghĩ, bạn phải nhìn thấu được tâm can của họ, tại sao họ lại muốn ganh tị với bạn, đố kỵ với bạn, hoặc là muốn khiêu khích bạn. Họ cũng phải có một cái động cơ nào đó ha. Thì cái người mà ghét bạn thì chỉ vỏn vẹn là họ không muốn bạn phát triển thôi, bạn có điều gì đó hơn họ cho nên họ mới dành thời gian để tranh giành với bạn, để tranh đấu với bạn. Chứ những người thực sự hơn bạn là họ sẽ dành thời gian để họ phát triển bản thân nhiều hơn, chứ không có rảnh rỗi như thế này. Cho nên phải ý thức được điều đó, tập trung vào cuộc sống của mình thôi, phát triển sự nghiệp tài chính của bản thân bạn. Mình thấy có những cơ hội và tiền tài đang đến với bạn đó ha, cho nên hãy đầu tư tinh thần của mình vào sự nghiệp, công việc và vật chất trong giai đoạn này. Đừng để ý đến những điều phiền nhiễu xung quanh mình. Rồi, tháng 8 của bạn cung sử nữ sẽ như thế nào? Mình nói tháng 8 này là các bạn sẽ một số bạn á, nếu bạn chưa tìm được công việc, các bạn sẽ tham gia những cuộc phỏng vấn, có khả năng là bạn sẽ đậu phỏng vấn á. Có thể là bạn được ký kết làm nhân viên chính thức luôn, có thể là bạn tham gia tới hai cuộc phỏng vấn luôn á, nhưng mà bạn sẽ đậu một cuộc và bạn sẽ gọi là tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, phát triển thêm kiến thức, mở rộng thêm cái tầm nhìn, cái sự hiểu biết của bạn để có thể gọi là nắm bắt được cơ hội này ha. Một số bạn thì mình thấy làm việc gì đó liên quan đến giấy tờ nè, hoặc là một số bạn thì tham gia vụ kiện nào đó, thì các bạn cần phải cẩn trọng và phải có sự gọi là họp bàn với mọi người, những người có kinh nghiệm họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ha. Một số bạn thì mình thấy trong giai đoạn này thì phải có khả năng giao tiếp tốt đẹp với mọi người ha, có sự gọi là hòa hảo hơn. Và hãy biết kiểm soát bản thân rất là tốt, đừng có để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những cái sự tiêu cực bên ngoài, những lời nói không hay hoặc những lời khen chê gì đó thì cứ bỏ mặc họ đi ha. Và một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là một người thông minh, bạn học sâu hiểu rộng, bạn có trí tuệ, bạn có sự đột phá, bạn có nhiều cái ý tưởng độc đáo, nhưng mà bạn trong việc mà bạn học hỏi, bạn xin kinh nghiệm thì bạn cần phải khiêm nhường hơn để người khác họ chia sẻ cho bạn. Còn bạn tỏ ra kiểu gì bạn cũng biết hết thì người ta sẽ không thèm chỉ dẫn cho mình đâu ha. Một số bạn làm việc nhóm thì mình thấy là bạn rất là được mọi người ngưỡng mộ, ngợi khen về cái khả năng tài ăn nói, cái sự tỉ mỉ khéo léo của bạn. Một số bạn thì có khả năng làm việc liên quan đến cộng đồng, đến nhiều người ở đây ha.
Và đồng thời trong giai đoạn tháng 8 này mình thấy bạn sẽ dành thời gian để tĩnh lặng nè, một số bạn có trực giác nè, và thời gian để bạn đi sâu vào bên trong của bạn để bạn tìm ra cái hướng giải quyết, bạn có sự kết nối với nội tâm của bạn thông qua thiền định ha. Một số bạn thì mình thấy là giờ gian này tập trung làm việc đi, đừng có tám nhiều quá nha, vì cấp trên của bạn đang xem xét để cân nhắc tăng lương hoặc là cho bạn lên nhận thêm một kế hoạch mới hoặc là lên vị trí mới đó. Một số bạn trong tháng 8 này có khả năng là đi du lịch, đi biển, đi đâu đó nè, hoặc là chuyển nhà, hoặc là có khả năng là một số bạn thì đi làm xa. Và cuộc sống của bạn đang chuyển hướng sang giai đoạn tích cực, tốt đẹp hơn rất là nhiều rồi ha. Có những cái sự đổi mới ở đây. Và bạn cần phải gọi là phát triển bản thân của bạn, trau dồi, nâng cao, bồi dưỡng cái tinh thần, cái kiến thức cho bản thân của bạn. Và hãy sống nghiêm minh, sống công bằng, liêm chính và trung thực trong giai đoạn này nha. Giai đoạn này giai đoạn để bạn gặt hái được nhân quả đó. Bạn càng gieo nhân tốt thì bạn gặt hái được quả đẹp. Còn bạn đừng có gọi là sống sai với đời thì không thôi sẽ dành bài học nha. Cứ làm tốt, trời xanh tự an bài cho bạn thôi. Một số bạn mình thấy tài năng của bạn được nhiều người biết tới hơn á. Một số bạn thì mình thấy trong giai đoạn này có khả năng là nhiều người sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên, sự hướng dẫn từ bạn. Bạn là một số bạn có khả năng làm việc trong lĩnh vực tâm linh tinh thần, bạn có thể cho người khác những cái sự hướng dẫn, sự cố vấn độc đáo và họ tích cực nhất, giúp cho họ tìm thấy được cái hướng đi ha. Hoặc là nếu mà các bạn có bị bệnh hay gì đó thì các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, sức khỏe của bạn nó được mạnh khỏe hơn ha. Tinh thần của bạn có một cái sự yên ổn hơn, thoải mái hơn trong giai đoạn gần cuối tháng 8. Bạn cân bằng lại mọi thứ, ăn thua là bạn phải có sự điềm tĩnh và phải biết ổn định vững chắc về cái tinh thần của bạn, đừng bị dao động, đừng bị người khác thao túng cảm xúc ở đây. Cẩn trọng ngôn từ và phải biết cách xã giao. Thời gian này thời gian để bạn làm chủ cảm xúc và hành động của cá nhân bạn để không có gây ra những cái tổn thất ha. Và phải gọi là kỹ lưỡng trong bất cứ hành động quyết định nào trong giai đoạn này, nếu còn phải xin hỏi thêm ý kiến lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Mình thấy một số bạn thì tài chính của bạn á, dường như bạn có một cái sự mất mát tổn thất gì đó, nhưng mà cái gì qua thì đã qua rồi, thì bạn cần phải nhìn về những cái hiện tại, những gì bạn đang có để bạn trau dồi, bạn phát triển ha, để bạn có thể lấy lại những gì đã mất. Bạn cần có thể gọi là nâng cao phát triển tài chính nó sung túc dồi dào hơn so với những gì mà bạn đã có trước đó nữa, cho nên bạn phải ý thức là bây giờ là thời điểm để bạn nâng cấp bản thân của bạn, tinh thần của bạn, nâng cấp cái tài năng của bạn. Mình thấy tài chính của bạn sẽ khá là tươi sáng, sẽ khá là rực rỡ, phát triển thành công ở đây. Nếu mà bạn luôn giữ một cái tinh thần lạc quan tích cực và bạn tập trung phát triển bản thân của bạn á, trong giai đoạn này có khả năng là các bạn còn phải biết cách ăn nói nè, sử dụng ngôn từ khôn khéo nè, rồi năng động tự tin lên và hãy biết nắm bắt những cơ hội đến với bạn. Thì có khả năng là tài chính của bạn sẽ có sự vươn cao, tùy theo cái năng lực của bạn thôi. Năng lực bạn càng cao thì tiền tài nó đến với bạn càng nhiều ha. Một số bạn thì tài chính có khả năng là có ai đó mang năng lượng nữ, họ sẽ hỗ trợ cho đỡ cho bạn. Hoặc có thể là đây là một người chị, một người nào đó mà
đồng nghiệp hoặc là cấp trên gì đó có khả năng là họ sẽ truyền cái cảm hứng cho bạn lời khuyên hữu ích giúp cho bạn nâng cao được với tinh thần của bạn, phát triển bản thân. Rồi từ đó mà tiền bài tài của bạn nó hanh thông hơn, nó thuận lợi hơn. Mình thấy có vẻ là tài chính nó có sự tươi sáng hơn. Với lại trong giai đoạn này á, nếu mà ai đó mời gọi bạn đầu tư, hợp tác, phải xem coi người đó có đúng đắn hay không. Nên biết cách chọn mặt gửi vàng nha, không thôi là sẽ ghi tổn thất cho bạn đó. Cẩn trọng người khác hãm hại sau lưng. Mình thấy có khả năng một cái điều ước mơ hy vọng gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật, kiểu như là bạn đang bị bế tắc về một cái điều gì đó, ví dụ như công việc sự nghiệp chưa có, hoặc là tiền tài vật chất nó một cái sự thiếu thốn, nó không có cân bằng, thì có khả năng là bạn sẽ hiện thực hóa được ước mơ của bạn khi bạn tìm được công việc tốt và cái công việc này đem đến bạn cái nguồn lương cao ổn định hơn ha. Mình thấy tài chính của bạn là có sự tăng trưởng tùy theo cái năng lực. Đồng thời mình thấy bạn phải giữ cho mình một cái tinh thần gọi là bất khuất nhất, kiên cường nhất, quật khởi nhất và thông minh, lý trí, sáng suốt trong giai đoạn này. Phải rõ ràng trong câu từ, trong những cái hợp đồng làm ăn phải có sự công khai rõ ràng, minh bạch. Và đồng thời trong cách ứng xử với người khác thì bạn phải có một cái sự gọi là khéo léo, xử trí vấn đề, biết phân tích vấn đề kỹ càng, suy nghĩ kỹ trước khi nói ha. Và tinh thần của bạn trong giai đoạn này là tinh thần học hỏi, phát triển và phải gọi là tìm kiếm, thu thập thêm nhiều thông tin để nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho bản thân bạn. Rồi đừng có cả thèm chống chán ha. Mình thấy bạn có một cái sự hăng say, nhiệt huyết và năng động hơn rất nhiều, nắm bắt một cơ hội nào đó tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn đó. Một số bạn được thăng chức lên vị trí cao hơn, một số bạn thì có khả năng là nhận được cơ hội công việc mới. Và cái người sếp của bạn á, họ có một cái sự quan sát bạn rất là nhiều ha. Họ xem xét cách bạn làm việc, các bạn tập trung như thế nào và cái sự cống hiến của bạn cho công việc như thế nào. Họ đòi hỏi bạn phải có một thái độ nghiêm túc và phải chín chắn. Phải có tinh thần cầu thị, ha, phải có bản lĩnh nữa. Và đặc biệt là phải trung thực. Mình thấy tinh thần của bạn có một sự chuyển hóa tốt, nâng cấp hơn rất là nhiều, vững vàng hơn, đứng đắn hơn rất là nhiều. Chững chạc và biết cách xử lý tình huống một cách khôn ngoan, khéo léo. Mình thấy bạn có một cái sự tu dưỡng bản thân của bạn nữa. Bạn còn ý thức được là bạn sẽ không nói ra những lời tuy tổn thương cho người khác. Thay vì đó, bạn sẽ chọn cách im lặng và rời khỏi cái hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy bức bối và khó chịu. Hãy lạc quan, hãy tin tưởng, hãy chia sẻ với những người xung quanh và bạn sẽ được vũ trụ tứ rọi cho bạn cái nguồn sinh lực, cái sự thuần khiết, thoải mái ha. Một số bạn cần phải uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này, nó khá là nóng nực, khá là bức rứt, khó chịu đó, khô khan cổ họng đó. Có khả năng bạn sẽ sử dụng lời nói khá là nhiều đó, cho nên bạn phải cung cấp đầy đủ lượng nước cho cơ thể của bạn và đừng tổn hao năng lượng cho những nguồn năng lượng tiêu cực, những người không đáng ha. Thời gian này là phải tập trung hết sức vào công việc của bạn, đừng có sự sao lãng ở đây. Đôi khi những người này xuất hiện là những cái vật cản đường á, để xem coi bạn có quyết tâm để tập trung vào cái hướng đi của bạn hay không. Thời gian này thì bạn hãy luôn có những cái sự gọi là những câu nói khẳng định tích cực nhất ha. Bạn yêu thương bản thân của bạn, bạn là một người rất là tài năng, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp, bạn cảm thấy biết ơn vũ trụ về những gì vũ trụ ban cho bạn ha. Bạn là người dũng cảm, can đảm, bạn có khả năng kiến tạo nên cuộc sống của bạn bằng cái cách riêng của bạn, bằng cái tài năng, cái sức lực của bạn. Đồng thời mình thấy cái con mắt thứ ba của bạn đang được rộng mở ở đây, bạn đang được truyền cái nguồn năng lượng. Con mắt thứ ba bạn có khả năng dự đoán, khả năng gọi là biết trước được những cái tình huống sẽ xảy đến, bạn biết cách xử lý nó một cách tinh khôn. Hãy dành thời gian để biết ơn nhiều hơn thì bạn sẽ được cho thêm. Hãy kết nối với mẹ trái đất, với thiên nhiên, với cây cỏ trong giai đoạn này để bạn tìm thấy cái sự bình yên, cái sự thoải mái. Đồng thời bạn được hít thở không khí thì nó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy minh mẫn hơn ha. Bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn và bình yên hơn.
Một số bạn trong giai đoạn này thì phải quan tâm đến sức khỏe sinh lý bản thân bạn, tử cung, rồi cần phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong giai đoạn chu kỳ của bạn á, đối với bạn nữ á. Một số bạn có khả năng có tin vui về con cái trong giai đoạn này nữa đó. Thấy chưa? Rất là liên kết với những gì mình nói luôn. Hãy tập trung vào những điều bạn ưu tiên trong giai đoạn này. Trong tháng 8 này là tập trung ha. Khi mà bạn đặt cái sự tập trung của bạn vào những cái điều mà bạn mong muốn sẽ trở thành sự thật á, thì bạn sẽ có khả năng gọi là giải phóng những cái điều tiêu cực, những cái sự lo lắng ra khỏi cái tâm trí của bạn. Và bạn cần phải ý thức được rằng bạn xứng đáng nhận được những cái điều bạn mong muốn. Đồng thời hãy gọi là luôn tập trung vào kế hoạch và có hướng đi và có sự rõ ràng trong tâm trí của bạn. Khi mà bạn dành cái sự tập trung và bạn loại bỏ những cái điều tiêu cực, những cái sự phiền muộn trong tâm trí của bạn, thì mọi thứ này nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn, bạn cảm thấy tự tin hơn. Và hãy gọi là đi theo cái sự dẫn dắt từ thần linh thông qua cái trực giác của bạn, sự kết nối với nội tâm bên trong bạn để tìm ra được cái sự hướng dẫn từ các ngài ha. Tập trung là cái từ khóa các bạn đó, cố gắng nha. Giai đoạn này giống như giai đoạn thử thách, bạn sẽ hay bị người khác làm ảnh hưởng, làm dao động bạn, nhưng mà khi mà bạn biết đẩy xa họ ra thì tất cả đều có thể gọi là tốt đẹp diễn ra ha. Một số bạn có khả năng mua điện thoại mới, bỏ tiền mua cái món đồ gì đó mới trong giai đoạn tháng 8 này nữa đó. Bạn phải chiến thắng bản thân của bạn, chiến thắng được cái bản ngã, cái to của bạn ha. Kiềm chế được cơn nóng giận của bạn. Bạn cần phải cẩn trọng và bạn vượt qua được cái bài học này thì vũ trụ sẽ đem đến cho bạn những món quà thôi. Và đừng có gây ra bất kỳ những lời nói gây ảnh hại, tổn thương với người khác. Kệ họ. Mình sống cho cuộc sống của mình, không phải sống cho họ. Và dù cho có họ có tồn tại hay không tồn tại thì cuộc sống của bạn vẫn như vậy, bạn không có gì thay đổi, bạn không bị ảnh hưởng bởi những người đó, thì cần gì mình phải gọi là phải nhận rác từ họ ha. Bạn là bậc thầy đó nha. Bạn là một người đang trên cái hành trình tinh thần á, như là tinh thần của bạn đang có một cái sự quyết tâm cao độ. Bạn hãy giống như con chim ưng này, hướng về cái mục tiêu của bạn, nhắm tới điều đó và bay thẳng, tập trung và đi đến cái mục tiêu của mình một cách nhanh nhất. Là bạn đang hướng tới những cái điều to lớn, đang hướng tới bầu trời rộng lớn dành cho bạn. Hãy buông bỏ quá khứ và hãy sải cánh đi. Bạn được hướng dẫn bởi ngọn gió của tinh thần, bạn khôn ngoan mà truyền cảm hứng cho thế giới này. Hãy lý trí và hãy gọi là sắc sảo ha, giữ cho mình một cái tầm nhìn tươi mới ở đây và luôn phát triển bản thân của bạn, bay cao và tỏa sáng. Rồi mình xin kết thúc các bạn cung sự nữ ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.